Muốn có bao nhiêu tiền? Một tỷ đô à. Rồi, 1 tỷ đô. Thật ra thì em đang nghiên cứu cái công nghệ số chiều 6 giờ số. Thôi dừng lại. Đấy. Dạ dạ Tôi chỉ hỏi anh đâu trả lời anh đấy. Dạ Bao nhiêu lâu nữa thì bán được 1 tỷ gói mè? Dạ Dạ không, em không bán muối mè, em bán khoa học Photoshop. Trả lời. Bao nhiêu lâu nữa thì bán được 1 tỷ gói mè? Ý là em bán Trả lời, một ngày hiện nay đang bán được mấy gói? thật ra em không có bán muối mè, em bán khóa học Photoshop. Trả lời. Bao nhiêu lâu nữa thì bán được 1 tỷ gói mè? Không không em không bán muối mè, em bán khóa học Photoshop. Trả lời. Không em photo Trả lời. em bán khóa học Photoshop. Photoshop. Có Tôi hỏi cái gì trả lời cái đấy. Dạ. Một ngày hiện nay bán được mấy gói? Điểm A đấy. Dạ. Dạ không, em không bán muối mè, em bán khoa học Photoshop. Thế thì ông đứng lên ông cầm micro ông nói cái gì? Em không bán muối mè. Trong đầu ông bây giờ là có muối mè. Dạ không, em bán. Và một gói muối mè thì lãi 1 đô. Dạ không, trong đầu em không có muối mè. Thế đừng nói bất kỳ một điều gì về muối mè nữa, hoặc là cơm mè, hoặc là gạo mè nữa được không? Thì nãy giờ anh nói không chứ em đâu có nói muối mè, em đã nói em bán khoa học Photoshop, em đâu bán muối mè. Lãi mấy tiền? Dạ, 249k, là 9k. Là 1 đô. Dạ không phải 1 đô. Là 1 đô. Dạ không phải 1 đô. Là 1 đô. À, là 1 đô đúng không? Dạ, dạ. Dạ không, 9k sao được 1 đô anh? Là 1 dạ. đô. Sao được rồi, cho là 1 đô đi.